Vâng, Creta thì cũng có đầy đủ từ xa thưa quý anh chị, cả ba phiên bản luôn. Trước mặt em đây là phiên bản tiêu chuẩn, em sẽ đầy đủ từ xa cho quý anh chị. Anh chị ấn hai lần nút khóa xe. Đó, giữ nút hold trong vòng 3 đến 4 giây. Đấy, là chiếc xe đã được đầy nổ rồi. Tắt thì rất đơn giản, ấn lại nút hold nữa thì chiếc xe sẽ tự động tắt. Vâng, chào mừng quý anh chị và bạn đến với channel của xe hơi. Thì trước mặt em chính là chiếc Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn. Hôm nay em sẽ báo giá cho anh chị chính sách Creta thời điểm tháng 5 năm 2024. Creta phiên bản này thì khách hàng đã lắp thêm những cái phụ kiện rất là đẹp cho xe như là phim kích nhiệt này. Đây là phim Nissan của Mỹ, bên em bảo hành 10 năm cho quý anh chị. Đó, phim rất đẹp. Rồi thì là bậc chân, đó, bậc chân Creta này. Chân chính hãng bên em. Đó, bậc chân có mạ chrome, có logo Creta. Bậc chân này thì lắp bắt vào rất là chắc. Đấy, bậc chân này thì giúp cho đấy, em hơn 60 cân. 65 cân mà đứng lên này. Cái độ chắc chắn nó rất là tốt, thì sẽ phù hợp với những cái người gia đình có trẻ em và có người cao tuổi, rất là phù hợp. Khách cũng mua thêm lót sàn này, lót sàn Nissin và có trải sàn da. Đó, thì đây là điểm qua một chút. Thì về giá xe thì hiện tại Hyundai Bắc Ninh bên em đang chào bán cho quý khách hàng chiếc xe này mức giá là 576 triệu và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh nó đâu đó rơi vào khoảng 643 triệu. Với giá lăn bánh chỉ hơn 600 triệu thì chiếc xe này vẫn đang là chiếc xe bán chạy trong phân khúc SUV gầm cao hạng B. Thì cùng em điểm qua một chút nhé. Thì về chính sách trả góp thì hiện tại bên em cũng có liên kết với ngân hàng và có hỗ trợ chính sách trả góp rất là tốt, với lãi suất rơi vào khoảng 0,62% trên một tháng. Đó. Và thời gian vay tối đa là 8 năm mà số tỷ lệ vay tối đa là 80% giá trị xe. Thì Creta có thêm những cái trang bị gì đặc biệt thì em cùng anh chị sẽ đi tìm hiểu. Thì ở đây chúng ta sẽ có cụm đèn pha cốt, đèn chiếu halogen cho bản tiêu chuẩn này, kiểu chiếu projector qua một cái thấu kính đây, rồi có đèn led định vị ban ngày. La răng của xe thì tất cả các xe Creta đều có la răng kích thước 17 inch. Với phiên bản tiêu chuẩn thì la răng đúc, còn các phiên bản đặc biệt trở lên la răng phanh. Cảm biến áp suất lốp cũng được trang bị cho cả ba phiên bản, gương chiếu. Ngoài thì tích hợp xi nhan, trên phiên bản cao cấp thì tích hợp cảnh báo điểm mù trên gương, rồi có bấm tay nắm cửa mạ chrome, có bấm mở và khóa xe. Đấy, đây là bậc chân khách độ thêm rất là chắc chắn. Chính hãng em thì giá của chiếc bậc chân này thì đâu đó rơi khoảng hơn 3 triệu thôi. Đó, bốn bánh đều là phanh đĩa thưa quý anh chị. Đến với phần cốp xe. Phần cốp xe đây, trước khi đến phần cốp xe thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái tiêu hao nhiên liệu. Tiêu hao nhiên liệu của xe rất là tốt nhé. Được kết hợp chỉ với 6,1 lít này, đường trong đô thị là 7,6 lít và đường ngoài đô thị là 5,3 lít. Đây là thông số đo do nhà sản xuất công bố, còn quý anh chị lái xe thì do điều kiện sử dụng cũng như kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe thì nó có thể có sai số một chút. Đây là phần cốp xe, Creta có một cốp xe rất là rộng. Với chiều dài cơ sở là 2m6 thì cốp xe rất là rộng, anh chị có thấy. Đó, cốp xe này. Cốp xe này có thể để vừa nhiều vali cũng như hành lý, giúp anh chị đi công tác hoặc là đi du lịch thuận lợi trên những hành trình dài. Đó. Ở phần phía sau thì cũng trang bị camera lùi cho tất cả các phiên bản và có 3 cảm biến lùi hỗ trợ đỗ xe và ghép dọc, ghép ngang và chuồng vân vân. Cụm đèn hậu của xe thì đây là cụm đèn hậu có là cụm đèn hậu thường, còn lên phiên bản đặc biệt và cao cấp thì mới là cụm đèn hậu dạng LED. Cùng em vào phần nội thất. Thì ở phần nội thất của Creta thì với tông màu nội thất màu đen nó toát lên cái sự mạnh mẽ và khá là lịch lãm, sạch sẽ. Anh chị đó, bây giờ em sẽ đầy nổ chiếc xe lên. Khi đầy nổ lên thì chúng ta sẽ có cụm màn hình, đây là cụm màn hình analog, còn trên phiên bản cao cấp sẽ là màn hình digital với kích thước 10,25 inch. Công nghệ đèn thì cũng là đèn tự động. Rồi đến chiếc vô lăng thì vô lăng được bọc da 4 chấu, có tích hợp đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, điều khiển bằng giọng nói. Rồi ở trên đây thì sẽ có tính năng là gập điện và chỉnh điện gương,
cũng như là lên xuống kính, các phím điều khiển lên xuống kính. Đến với chiếc màn hình giải trí trung tâm này thì chúng ta sẽ có các công nghệ như là kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Rồi chiếc màn hình này là màn hình cảm ứng kích thước 10,5 inch, có tích hợp bản đồ định vị dẫn đường do Hyundai phát triển riêng cho thị trường Việt Nam này. Đó, bản đồ định vị này. Đó, GPS tắt này, GPS bật. Đó, rất là thuận lợi cho quý anh chị khi anh chị đi trên những cái cung đường mới. Ví dụ đây sẽ có cảnh báo tốc độ, rồi thì có vạch báo vạch kẻ đường cho người đi bộ. Đến phần điều hòa của xe thì phiên bản tiêu chuẩn thì trang bị điều hòa chỉnh cơ, còn phiên bản đặc biệt trở lên thì là điều hòa tự động. Cần số của xe thì cũng giống đàn anh Túc Sơn, cần số khỏe khoắn này. Đó, góc cạnh rất là khỏe khoắn. Em nhìn cái cần số này thấy nó rất là tinh tế thưa quý anh chị. Đó, đây. Phanh tay điện tử Auto Hold này cũng vượt trội so với các cái đối thủ. Creta thì có một cái hàng ghế, ghế lái và ghế phụ ngồi rất là rộng, ngồi ôm người rất là thích, rất là êm. Đấy, ghế thiết kế ngồi cách 350 mét giao nhau. Và điều hòa của xe, điều hòa của xe thì là điều hòa chỉnh cơ trên phiên bản đây, phanh tay điện tử Auto Hold em vừa mới nói rồi, thì là được trang bị cho cả ba phiên bản luôn. Đó. Loa của xe thì được trang bị là 6 loa thường, còn trên phiên bản đặc biệt thì được trang bị đó là 8 loa bâu thưa quý anh chị. Đó, cùng em đến với phần hàng ghế thứ hai đi. Hàng ghế thứ hai của Creta thì cũng được trang bị rất là rộng. Hàng ghế thứ hai, ghế của Creta thì đều là ghế, toàn bộ là ghế da hết thưa quý anh chị. Có cửa gió điều hòa ghế phía sau này. Rồi đến phần hàng ghế thứ hai thì có cái độ ngả lưng ghế tốt. Cái độ ngả lưng ghế này thì mà ghế rất là êm nhá, thì giúp anh chị đi hạn chế được cái sự mệt mỏi khi đi trên những hành trình dài. Ghế mà đứng ngồi rất là đau lưng thưa quý anh chị. Đó. Thì Creta bên em có những cái màu giao ngay cho phiên bản tiêu chuẩn là màu đen, màu trắng. Phiên bản đặc biệt thì cũng là màu đen, màu trắng và màu đỏ. Quý anh chị quan tâm đến Hyundai Creta thì xin lòng liên hệ số điện thoại em để xem màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại, và cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Xin chào và gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo ạ.